Rồi, chào anh em. Thì có thể là hôm nay anh em sẽ thấy em hơi khác lạ. Là thay vì em đeo túi, bận quần dài đó, thì hôm nay em mới đặt tạ về. Em bữa giờ tích cực giảm cân, nó đã xuống được 7kg rồi anh em. Đó, nên là hôm nay em rất là tự tin, không cần cái túi che cái bụng lại nữa. Đó, anh thấy anh em có thể thấy là body cũng hơi sát rồi. Nói chung là hơi sát thôi chứ chưa phải gọi là sát quá. Đó, cầm thêm cái bình nước là biết là dân đi tập tạ rồi. Đó, cái này là cái phụ kiện, cái đạo cụ để quay chung clip thôi. Thì ở đây là em có SH300i đời 208 BC, đời 201 và SHI 150 đời là 2012. Đó, thì cả ba chiếc xe này là đều là gửi cho bên em sơn dọn mới hết, là có xe ở Sài Gòn nè, hai chiếc ở Sài Gòn và một chiếc xe này là ở Mỹ Tho. Rồi ok, thì đầu tiên đề ba vô thì em thích màu đỏ nên em sẽ review chiếc xe màu đỏ trước. Đó, thì đây là chiếc Honda SH300i đời 2008 và em đã sơn dọn lại hết từ trong ra ngoài, thay vỏ, thay đĩa, bố thắng trước sau, bạc đạn trước sau, làm lại đường dây điện, dàn chó là em thay mới hết toàn bộ. Đó, mặt kính đồng hồ đầy đủ hết. Thì cơ bản là khi mà em nhận chiếc xe này á, là cái xe này nó cũng còn ngon lắm anh em. Đó, zin hết, anh chủ giữ rất là kỹ và zin hết luôn. Máy móc chưa đụng chạm luôn. Đó, dàn áo là chưa sơn qua, chưa sơn, chưa dặm gì hết luôn. Nói chung là em là cái người đề ba đầu tiên vô cho chiếc xe này. Đó, rồi ok, thì bây giờ em sẽ vô chi tiết cho anh em xem. Thì SH208 mà 300i đời 208 mà em sơn dọn thì có thể là nói là chiếc này là gần như là chiếc đẹp nhất mà em được nhận để sơn dọn. Dàn áo em đã rà mũ lại sát hết nhất có thể rồi. Đây anh em sẽ thấy những cái đường chỉ này đó, rà mũ lại hết. Đó, còn một số anh em thì cũng thắc mắc là sao có những chiếc xe lên clip mà rà lại sát hết, có những chiếc xe lại rà không sát được. Tại vì á, một phần nữa do quá trình sử dụng. Đó, thêm một cái nữa là ví dụ như là cái dàn mũ đó nó cũng đã lâu năm quá rồi anh em. Có những chiếc xe đem qua là tuổi đời của chiếc xe mười mấy hai chục năm rồi, thì anh em cũng thông cảm, nhựa xài thời gian nó phải teo. Bởi vậy không thể nào mà rà là rà đẹp nhất có thể cho anh em thôi, chứ không thể nào mà từ đã cái miếng mũ đã teo rồi mà em có thể nào em banh ra mà cho nó thành như mới được hết. Đó là anh em thông cảm. Đó, nên là như chiếc xe này đi thì anh em sẽ thấy rà rất là sát. Đó, như zin luôn, đẹp hết toàn bộ. Phủ lên một cái nước sơn là màu đỏ độc quyền của bên em. Mặt kính đồng hồ em cũng đã thay mới luôn. Đó, rồi cái đồng hồ em cũng đã sửa lại cho đầy đủ, hiển thị đầy đủ thông số chức năng ở đây hết. Đó, như anh em cũng thấy kim xăng lên đầy đủ, kim nhiệt đó, và đèn đồng hồ thì là nó cũng có luôn đầy đủ. Dàn nút thì em thay mới, tại vì tới xe này tới bây giờ cũng đã 14 năm rồi anh em, thì không thay mới thì còn chờ gì nữa đúng không. Đó, thì đây em đã thay mới hết, bấm rất là cứng chắc. Và những cái thông tin ở trên cái nút đó thì nó hiện rất là rõ lên đây, như anh em sẽ thấy đây. Đó, rồi thì tem thông số đầy đủ thì em đã dán lại đầy đủ hết rồi, móc khóa em cũng thay mới luôn, bao tay thay mới. Và cái xe này là lên kiểu sporty nên là em sơn tay thắng đen. Đó, gù em thay bằng một cặp gù đen. Ở đây nó có một cái miếng si nè anh em, thì thay vì giờ mà nếu mà để lại cái miếng si á, thì nó chả liên quan gì cái xe hết, nên là em quyết định làm sơn đen luôn. Đó, tem Honda dán lại đầy đủ. Chó thì em cũng đã thay mới hết rồi, chó thì đời này nó vẫn còn nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu mà dọn xe đời này thì hả, cứ yên tâm là chó nó còn đầy đủ hết. Là chó trước nè, cặp xi nhan nè là em thay mới nè. Đó, rồi cho nguyên một cái bộ đuôi đèn sau luôn. Tại vì xe thì còn đẹp nhưng mà xài thời gian thì mấy cái bát nó phải rung, nó gãy hết rồi, nên quyết định chủ xe quyết định thay mới. Vỏ xe thì em thay một cặp là Michelin City Rip, như anh em đã thấy đây, nhưng mà Michelin City Rip 2 thì phải nói là SH đi lăng Basie đó lít, và các dòng bánh 14 mà thay vỏ Michelin City Rip thì nó quá ngon rồi, không có gì để bàn cãi nữa hết. Đó, đĩa thì em cũng đã thay một cặp đĩa mới luôn anh em, nhưng mà đĩa này là không phải đĩa của SH300 nha, tại vì cái đĩa SH300 nhìn nó tù quá nên em thay bằng cái đĩa khác. Đó, heo thì em đã sơn lại hết rồi, chấm ốc lại như là mới mua trong hãng ra.
và đầu dây dầu em cũng đã xi đen lại hết toàn bộ. Bạc đạn bánh trước sau thì em đã thay mới Ford, thay mới, và cái phuộc em cũng đã phục hồi luôn đầy đủ hết rồi anh em. Đó, rồi ra đằng sau thì anh em sẽ thấy là nước sơn bên em phủ lên rất là đẹp. Đó, tem phiếu dán lại đầy đủ hết. Tay dắt thì em cũng đã sơn đen. Cái yên thì em bọc lại theo cái chỉ đỏ, đỏ đen sporty đó. Chứ nếu mà chiếc xe này là mình, thí dụ mình đi theo kiểu zin, đi theo kiểu sporty mà để cái yên mà chỉ trắng zin á, thì nó sẽ nhìn nó là lạc quẻ đó, nó nhìn nó chả có liên quan gì chiếc xe hết. Phục sau thì sử dụng quá lâu rồi thì bắt buộc phải thay mới, không thể nào mà giữ lại được hết. Một cặp phục sau mới của SH300i đó. Đây, vàng nhám đồ sơn lại còn láng hộp đồ như zin hết, anh em thấy không? Đó thì cũng một phần nữa là chiếc xe này nó còn đẹp nha anh em. Đó nên là lấy được ra cái hộp zin nè. Đó, như là tuy là sơn lại nhưng mà nhìn y chang là mới mua vậy đó. Đó. Rồi ok, thì phần bên đây thì bách bô đồ này nọ em cũng đã sơn đen hết luôn rồi. Và thêm một cái điểm nữa là cái lốc. Đó, cái lốc máy thì đời sau, đời đầu thì là anh, dù anh em mua xe màu gì thì nó cũng là màu bạc, nhưng mà qua bên em sơn dọn lại thì em sẽ sơn lại cho anh em cái lốc màu này luôn thành màu đen luôn, như là xe đời mới. Tại vì xe đời mới SH300i đời mới đời cao thì nó là cái lốc này là lốc đen đó. Thì chứ nếu mà cái xe đã sơn dọn đỏ đen hết rồi mà chỗ cái lốc đó để màu bạc thì ai coi, đúng không? Mà cũng màu bạc nó cũng chả liên quan gì hết đó. Máy móc thì em đã làm êm lại hết rồi, để em đề máy cho anh em nghe một phát nổ ngay đó. Máy này ròn rất là ngon. Rồi em làm lại hết. Rồi em làm lại, canh chỉnh lại. Máy là em không làm nha, em canh chỉnh lại tại máy còn ngon. Nồi thì em thay, làm nồi mới hết toàn bộ đó. Nên tiếng máy ra rất là êm. Phải nói là đây là một chiếc xe mà gần như là khi mà em nhận thì nó là còn mới so với những, rất là mới so với những chiếc xe mà em đã từng nhận trước đây đó. Không một tiếng động lạ. Rồi ok, thì tiếp theo mình sẽ qua chiếc SHI 150. Thì SHI 150 thì anh em biết rồi đó, xe này thì sơn dọn lại là sporty, trắng đen sporty là mỹ mãn luôn, khỏi nói gì hết. Nó gọi là một cái nét truyền thống luôn rồi anh em đó. Và nhiều anh em hỏi mình là em có một chiếc SHI một hoặc là mẫu này nhưng mà đời Việt Nam, thì thay vì sơn dọn lại thì em bù tiền đó em mua một chiếc SH Việt Nam đời mới, hoặc là SH300i, 350i, thì cái ý kiến của em anh như thế nào? Thì sẵn đây em giải đáp cho anh em nghe nè. Mỗi chiếc xe nó đều có một cái giá trị riêng, thì không thể nào mà đem so sánh một chiếc SH Form này. Đó gọi là một cái form mà phải nói là huyền thoại của Honda luôn rồi. Và tới thời điểm hiện tại thì giá trị của nó vẫn rất là cao, giá trị phải gọi là liên thành luôn. Đó, thì anh em ngại gì mà bỏ, không bỏ tiền ra để sơn dọn lại mới cho nó, thay vì anh em cầm cái cục tiền đó anh em mua xe thì anh em sẽ được một chiếc SH350 đời mới, công nghệ mới. Nhưng mà hai cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau nha anh em. Đó, một bên là 150 Ý. Dù anh em có mua chiếc xe này mà là Việt Nam hàng ba cục thì cái cục máy nó vẫn là cục máy của Ý. Đó, khác với lại chiếc SH350 Việt Nam. Đó, và hai cái trải nghiệm nó hoàn toàn khác nhau. Một bên là 150, một bên là 350. Đó, còn nếu mà nói về giá trị thì em nói thật là cái mẫu này thì nó vẫn là giá trị nhất. Đó, chứ nếu mà SHI mà mẫu này thì nó vẫn là giá trị. Đó, chứ không thể nào mà mình đi so sánh với 350. Là nếu mà anh em nào mà trẻ muốn muốn trải nghiệm những cái công nghệ mới, rồi tốc độ đồ này nọ, thì anh em mua 350. Đó, chứ không thể nào mà so sánh như vậy mà hỏi em ý kiến như thế nào. Thì tại vì thật sự đó là một cái sự khập khiễng. Đó, tuy là làm xe thì xe nào em cũng làm, nhưng mà cái nào đúng thì mình phải nói. Đó, đó là một cái sự khập khiễng, mình không thể nào so sánh được. Rồi ok, thì bây giờ vô cái xe này thì em đã thay mới cái dàn phá đèn. Phá đèn thay mới mà kiến chó, kiến chắn gió cũng đã thay mới. Một cái kiến hậu H2C, đó rất là ngầu và gọn,
cũng như là đủ bự để nhìn thấy phía sau nha anh em, chứ không phải là gắn kiển cho vui đó. Được cái anh em muốn quay lên quay xuống quay ra gì đó tùy anh em đó, tinh chỉnh được ở đây hết, xa gần là tùy anh em hết toàn bộ đó. Lên trắng đen sporty thì tay thắng em cũng đã sơn đen luôn. Một số anh em thì hỏi mình là tay thắng sơn đen bóp thời gian có bay màu không, thì em nói thật với anh em là tay thắng bên em là sơn tĩnh điện, bao anh em bóp tới khi nào xe hư vẫn chưa bay sơn. Còn nếu mà bay sơn anh em cứ qua kiếm em đổi cho anh em cặp tay thắng mới. Mà nói thiệt cái đó là em nói thôi chứ chưa có trường hợp nào mà bên em sơn cặp tay thắng mà bay sơn hết đó, và em cũng chưa phải đổi một cặp tay thắng nào cho ai hết đó. Đó đó, nói chung là nói để yên tâm á. Rồi ok, mặt kính đồng hồ thay mới, đồng hồ thì em làm lại bộ dây điện hết, tại vì xe này còn đẹp lắm, nhưng mà bộ dây điện thì trước đây ai câu chống trộm rồi câu đủ thứ hết, mà câu chắc là câu mỗi món một chỗ anh em. Bên đây làm điện kiểu khác, bên kia làm điện kiểu khác, thì bên em là sẽ đó, anh em cứ bung xỏa anh em chơi đi, rồi khúc cuối rồi anh em nói về phải gọi là sao ta, anh em chơi chán rồi anh em cứ kiếm tới em về zin lại cái dàn điện cho anh em đó. Thì dàn điện em đã làm lại mới hết toàn bộ, xe này thì không có lên smarty nha anh em, vẫn giữ ổ khóa zin đó. Tem thông số thì em dán lại đầy đủ, còn đây là cái tem logo ngành bên em đó, tâm đắc. Anh em nào mà thấy cái tem này ở ngoài đường là biết là xe tâm đắc làm rồi. Ok, dàn nút thì cũng đã thay mới hết toàn bộ đó, bao tay thay mới. Rồi tiếp theo dàn đĩa thì phục trước phục hồi đó. Vỏ thì đây, vỏ này vỏ không có thay Michelin City Grip nha anh em, mà đây là một cái gai Dunlop đời mới của Dunlop đó, và nó sẽ thay thế cho cái dòng mà Dunlop SH zin theo SH ý DB 541 hay gì đó, 593 541 gì em quên rồi đó. Thì á, cái vỏ xe này là nếu mà anh em nào mà đang quan tâm tới cái vỏ xe dành cho SH ý thì đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời đó. Và nhưng mà nó không thể nào mà so sánh với lại cái thằng Michelin City Grip nha, tại vì Michelin City Grip thì là nó là công nghệ mới của nó, là công nghệ 7 lớp bố đó, kèm với lại một cái nữa nó là xuất xứ từ châu Âu. Còn cái thằng này á, thì là nó là của Indo thì phải, đúng rồi, hình như của Indo. Bữa em mua mà em quên rồi, để em coi lại coi, tại vì lên clip thì mình không thể nào mình nói sai được hết. Để em coi lại coi nó made in gì. Made in Indonesia nha anh em. Đó, bên đây nó có ghi là made in Indonesia. Thôi chờ em chút, có điện thoại. Đó, thì cái vỏ Dunlop này á, là nó sẽ thay thế cho cái dòng gai mà nào giờ trên SH ý đó. Giá cả thì rất là hợp lý, nó chỉ tầm khoảng 3 triệu thôi anh em. Đó, thì đây là một cái sự lựa chọn hay dành cho SH ý, tại vì đối với nhiều anh em thì cái gai Michelin City Grip nó là anh em nói là cái gai đó nhìn nó hầm hố quá, mà nó vô cái xe mà thí dụ như xe zin như thế này đi, không có đồ chơi đi, thì nhìn nó sẽ hơi bị gọi là hơi bị lạc tông đó. Thì đây là một cái sự lựa chọn dành cho anh em đó. Cái gai nè nhìn nó rất là nhu. Đó, nhìn nó rất là nhu, và những cái đường mình đánh giá cao nó, một cái điểm là cái đường rãnh này nó tràn ra 2 mét, thì nó anh em sẽ ôm cua nó sẽ ngon hơn cái thằng đời cũ rất là nhiều đó, cái thằng mà Dunlop đời cũ á đó. Rồi ok, thì đó là một phút quảng cáo dành cho vỏ, mà mặc dù là công ty vỏ Dunlop thì cũng chả có trả cho em đồng nào đó. Đây là em một cái đưa ra một cái sản phẩm cho anh em lựa chọn cho nó hợp lý, vừa túi tiền đó, và cũng như là cái độ thẩm mỹ, tại vì nhiều anh thì thích ngầu, nhiều anh thì thích cái kiểu mà nhu nhu như thế này đó. Rồi anh em thấy dạo này em ốm không đó, giờ em ngồi chồm hổm đâu có bị cấn bụng nữa đâu đó. Thì nhìn á thì nó cũng còn hơi còn chút, nhưng mà nói chung là giờ em ngồi chồm hổm rất là thoải mái đó. Dự năm sau em sẽ đi thi Memphis. Rồi ok, thì đĩa trước thì em thay mới đó, chấm ốc lại như là xe mới mua trong hãng, zin trong hãng đó. Đây anh em cũng thấy heo thì sơn lại đó, bố thắng thay mới, bạc đạn thay mới. Thì tại vì á, nhiều khi á, anh em nhận chiếc xe của anh em á, nó có hay đổi phát sinh là phát sinh gì, bạc đạn nè đó, chén cổ nè
rồi hả cái mấy cái Ford đồ linh tinh nè, đó nó là như vậy đó anh em. Tại vì hả thí dụ mà mình mở ra mình thấy hư mà mình không sửa thì nó kỳ đó, mở ra thấy hư thì phải sửa, mà không đáng nhiêu thì mình cứ sửa thôi cho nó ngon đó. Chứ bạc đạn mà nó đi thời gian thì cũng phải hả xét hay là cày hay là dập thế này thế kia thì thôi thay mới luôn cho rồi đó. Rồi phủ một vàng sơn trắng đen sporty đó, hai cái lường này thì sơn đen mờ, thì sơn đen mờ cái lường này thì cái tem này nè cũng phải là lấy cái dạng cái số 150 mà đen mờ nha anh em. Nó còn một cái loại là tem 150 mà đen bóng nữa, thì cái nẹp này nó phải màu bóng đó. Bữa em có nhận chiếc xe của anh kia là ảnh kêu em sửa xe thôi, ảnh nói là tại vì không biết bên em mới dọn xong thì qua thì hả tuy là cái nẹp màu bạc nhưng mà lại dán cái tem cái nẹp màu bạc mờ không có lên sporty mà lại dán cái tem 150 đen bóng đó, mà lại cái số màu đỏ như thế này thì nó chả liên quan hết. Nếu mà cái nẹp này đạt cái nẹp này mà bạc mờ á thì là sẽ dán số 150 màu đen trên cái nền bạc thì nó sẽ liền với lại cái nẹp luôn đó. Có một cái lưu ý dành cho anh em nào mà muốn dán tem lại cho nó đúng. Rồi ok, chống thì đá một thời gian thì cái đít này nó sẽ mòn nên anh em, cái đó cái đít dưới đây nè, đó cái đít dưới đây nè. Thì cứ mình cứ thay mới thôi đó, chứ tại vì nó mòn lẳn vô rồi giữ lại làm cái gì, đúng không đó. Rồi ok, lọc gió thay mới, phục sau thay mới luôn, lốc nồi đây, lốc nồi sơn đen chấm chữ đỏ cái chữ Honda nè nhớ. Cái này là không trong zin hãng là không có nha, mà cái này là em chế biến thêm nhìn cho nó liền mạch với chiếc xe anh em đó. Tem đỏ đây, đen mờ rồi đây cũng đen mờ đỏ rồi, đen chỉ đỏ đó, yên đen chỉ đỏ sporty đó, chết cha đó. Rồi ok, đây máy móc là tẩy sáng hết cho anh em nha đó. Nhiều anh em cứ hỏi là ủa có làm có vệ sinh máy giùm không, sơn dọn là trong cái gói sơn dọn là đã có vệ sinh máy hết rồi nè đó. Thì sơn dọn là bao gồm nè sơn xe nguyên chiếc nè đó, sơn dọn là cái combo sơn dọn là gì, là sơn xe nguyên chiếc. Sơn nguyên chiếc ở đây là không có chừa một cái gì trên chiếc xe hết, từ cây bô, cái nẹp bô, lò xo, phục sau, phục trước, lốc nồi, ốp bô e, cản tay dắt, tay thắng, sơn hết. Đó là nên nói cho anh em hiểu, là bởi vì một số anh em thì mình kêu là em sơn hết nguyên xe cho anh thì lại hỏi mình ở cái cây bô có sơn không. Đó thì cái chữ sơn hết nguyên xe là trên xe anh em có gì là em sơn hết đó. Còn cái sườn thì có người muốn sơn sườn, có người không muốn sơn sườn nên cái phần đó em bỏ ra. Rồi còn cái combo sơn dọn là gồm là dàn áo, dàn chân nguyên chiếc xe trừ cái sườn thôi đó. Vậy trừ cái vỏ xe nữa, trừ cái vỏ xe hả, trừ cái vỏ xe không có sơn, trừ vỏ xe là em không sơn được nha anh em đó, bỏ vỏ xe ra. Rồi ok, thì tiếp theo là em sẽ xi ốc, dàn ốc là em xi hết toàn bộ, con nào hư thì em thay. Nếu mà thay nhiều quá mà toàn là hả mấy con ốc mà mắc tiền không á thì em sẽ tính thêm đó. Còn đa số là em thay em cũng không nói luôn, tại vì hả mấy cái đó lặt vặt tiểu tiết quá em cũng không có cần báo lại cho anh em, nhưng mà nó cũng nằm trong cái gói sơn dọn. Cái chuyện tiếp theo nữa là em sẽ đánh bóng chó đó, rồi em bọc yên, bọc biển số, em vệ sinh hết cái máy móc từ trong ra ngoài luôn đó, bôi mỡ bò lại đầy đủ hết. Đó là cái combo sơn dọn bên em. Thì cái chuyện sơn sườn thì có một số anh em là muốn giữ zin màu sườn, có những một số anh em là sườn nó mục quá rồi bắt buộc phải sơn sườn đó, nên là cái sơn sườn thì em sẽ để một mục riêng đó. Đó là tùy do anh em, có người muốn sơn sườn, có người không muốn sơn sườn. Rồi ok, thì đó. Rồi tiếp theo, ngoài cái combo sơn dọn nó ra thì anh em xe anh em hư gì em thay đó, tính tiền thêm, rồi sửa gì thì em báo thêm đó, nó là như vậy. Rồi đây, trong trường hợp này thì bát bô này nọ là em cũng đã sơn đen mờ luôn, tại vì tay thắng sơn đen mờ, bát bô thì cũng để lại màu bạc cũng chả để làm gì, sơn đen mờ luôn cho nó ngầu nguyên chiếc xe. Còn nếu mà anh em muốn sơn dọn sporty đó mà cái kiểu mà zin theo catalog á thì bát bô nó sẽ không có sơn nha anh em đó. Bát bô sẽ để cái màu xi sáng lên nè đó, rồi cái tay thắng này vẫn lại giữ lại màu bạc nè, cái gấp nè nó vẫn giữ lại màu bạc, cái lốc nồi bên kia vẫn lại giữ lại màu bạc, nó chỉ đen là đen cái cặp mâm nè, cặp phục trước nè đó, và cái ốp mặt nạ ở đây thì là thành đen mờ, và cái tay dắt là đen mờ, hai cái lường đen mờ thì đó gọi là sporty đó. Còn sporty mà kiểu của em á, gọi là cái sporty kiểu của em thì cái gấp tay thắng đồ này nọ là bát bô này nọ là em sơn đen hết đó cho nó ngầu. Rồi ok, thì đấy đây, đề máy cho nghe cái xe này, đề máy hơi hơi khó
Anh này giữ kỹ. À, xe biển số đẹp nha anh em. 26868. Đó, 26868. Nên là anh giữ rất là kỹ, nên là ở đây anh không muốn lên Smarty là tại vì anh muốn sử dụng cái chì zin. Thì trong trường hợp muốn mở chiếc xe này thì đầu tiên là em phải bấm cái remote, bấm nút mở. Đó, sau rồi đó em mới đút cái chìa khóa vô. Em dặn lên và thêm một cái cảm ứng nữa. Rồi, ok, đã mở được chiếc xe lên rồi. Đó, nồi niêu son chảo làm lại hết. Máy em chó thở nha anh em, mà em cũng chưa nghe chó thở bao giờ, có nghĩa là chắc là không lên tiếng. Rồi, tiếp theo là chiếc Spacey. Làm lần ba xe cực quá. Chiếc Spacey, thì chiếc Spacey 201 mà bữa giờ cũng lâu rồi em mới nhận được một chiếc Spacey mà sơn dọn là cái màu nho nha anh em. Đó, cái màu này là cái màu huyền thoại của thằng Spacey luôn rồi. Đó, xe màu nho. Rồi, xe màu nho này thì cái xe này á, em nhận ở dưới một cái tình trạng là nó đã nát dữ lắm rồi anh em. Máy móc là làm lại nguyên cục sườn mục, rồi dàn áo là miếng bể bể mà danh càng ra luôn, miếng có miếng không, có thiếu phụ tùng nữa. Đó, nói chung là xe này làm lại rất là nhiều. Đó, thì em cũng đã cố gắng phục hồi hết. Thì cái dàn mũ mờ này nè, gọi là cái sắm biên á anh em. Đó, cái dân dân mà chơi Spacey ta gọi là sắm biên á. Thì cái sắm biên này á, mà nếu mà sơn lại thì nó xe này nó quá cũ rồi, sơn lại nó không đẹp. Đó, bắt buộc phải thay, là cái sắm biên này là em thay. Đó, mà cái sắm biên này á, giờ nó làm nhìn nói chung là đồ phụ tùng thay thế nhìn rất là đẹp và nó cũng như zin vậy đó. Còn nếu mà anh em soi dữ quá thì mới không bằng zin thôi, chứ cái sắm biên này là em thấy cứ nên thay cho rồi đó. Tại vì á hả, nó dậy lên được cái độ mới, và cái sắm biên này nếu mà có sơn á, thì nó cũng không có bền màu nữa nên, nên thôi cái sắm biên này cứ thay đi. Tại nếu xe cũ quá là cái sắm biên cứ thay thôi. Đó, đây sơn dọn lại phủ cái màu nho truyền thống của thằng Spacey. Đó, heo trước thì sơn dọn lại. Đó, để thay mới, phục giò gà thì làm lại hết toàn bộ. Đây chét mỡ bò còn dính miếng mỡ bò nè. Đó, không phải là tại mình không lau nha, tại vì mình còn để miếng vậy cho người ta biết là mình có chét mỡ bò vô đây. Đó, vỏ thì thay vỏ Michelin City Rip luôn. Rồi, ok, ổ khóa thì thay ổ khóa zin hư rồi, nên thay bằng một cái bộ ổ khóa vương miệng 6 cạnh. Đó, sẵn chống cướp luôn anh em. Thì một bộ của nó là gồm có một cái ổ ở đây, một cái ổ mở cái hộp đồ, đó, với lại thêm một cái để mở yên ở đây. Đó, để mở yên lên chứ. Đây, đó, mở yên lên, đó. Đây, mút thay mới luôn nha anh em. Đó, tại vì ngồi lâu quá xẹp hết rồi, không còn gì để giữ lại hết. Thì thay mới luôn đi cho rồi. Đó, rồi. Xe thì pha đèn trước sau thì em đã sơn, đã làm mới lại hết. Và đây là một cái đèn thủy tinh. Đó, zin của Spacey là thủy tinh, nên nó sẽ không bị ố vàng theo năm tháng bao giờ hết. Tại này nó là thủy tinh mà, nên là cái này chỉ cần lau cho nó sạch sẽ là được rồi. Ví dụ nó có chày quá thì mình bắt sơ thôi, cái thực chất nó là thủy tinh, mình cũng không có đụng chạm gì được nhiều hết. Đó, nó là như vậy. Rồi, máy móc thì em đã làm lại cục này cục máy. Rồi, mới đầu là xe đẩy tới luôn mà. Lại có điện thoại, chờ xíu. Quẻ cuối năm mà bận rộn quá, điện thoại liên tục. Đó, mà điện thoại nhiều hơn cũng càng tốt nữa. Tại vì bây giờ vô cuối năm mà tự nhiên kinh tế nó đi xuống anh em à. Mình không có nói chuyện chính trị gì ở đây hết nha, mà tự nhiên cái kinh tế đi xuống, anh em chơi chứng khoán coi rồi này nọ, đất đai này nọ đóng băng. Bởi vậy năm nay nó đó thiệt sự với anh em, chứ nó cũng không sung như năm ngoái đó. Mà bình thường là năm nay giờ này, tầm giờ này còn có khoảng 2 tháng nữa là Tết rồi, là cái lượng xe dọn rồi gắn đồ chơi rồi nó nhiều lắm. Mà năm nay nó tệ quá. Đó, tại vì mọi thứ nó đều đóng băng như vậy hết, nên là nó ảnh hưởng tới cái cục diện chung. Và nó ảnh hưởng luôn tới một cái thằng làm xe như em. Đó là anh em không có tiền thì anh em gặp kinh tế như vậy thì anh em sẽ tiết kiệm tiền. Mà anh em tiết kiệm tiền thì anh em đâu có gặp em đâu, đúng không? Đó, em là gọi là thứ gì ta, em gọi là cái gì ta, bữa em nói một câu rất là hay mà em quên rồi.
À, cái nhu em là cái nhu cầu là phụ chứ không phải là cái nhu cầu thiết yếu. Ăn uống, ngủ nghỉ mới là cái nhu cầu thiết yếu. Còn em là cái nhu cầu vui chơi, giải trí. Nó chỉ mang tính chất là phụ thôi anh em à. Nên mà kinh tế như vậy thì anh em sẽ không có tiền và anh em sẽ không có tới gặp em. Đó, em buồn dữ lắm. Nhưng mà em cũng chịu thôi. Mà em không, anh em không gặp em thì em cũng kinh tế của em nó cũng đi xuống luôn. Là kéo mọi thứ nó sẽ đi theo, đi xuống chung. Đó. Thôi quay lại chiếc bay xì, nói chung là sơn dọn lại hết rồi. Làm máy lại nguyên một máy mới luôn. Đó, thì đề máy cho anh em nghe. Đây. Đã vậy cái bình xăng xe này còn bị luộc nữa. Em mới đổi cái bình xăng zin chính hãng vô lại. Đó, giờ là máy em chó thở. À, máy em thở. Em thở cũng em. Rồi, ok. Thì tiếp theo em sẽ gửi tới anh em một cái bộ hình. Rồi, anh em nào có nhu cầu sơn dọn bất cứ một chiếc xe gì, bất cứ anh em ở đâu, ở xa, ở tỉnh hay là ở trong nội ô Sài Gòn hay bất cứ ở đâu, hay có nhu cầu dọn xe gửi đi nước ngoài thì cũng cứ alo cho em. Số điện thoại là 0939663828 và số điện thoại của bên bán lẻ là 0903571336. Đó, rồi địa chỉ của em là tại 57C Bình Thới, phường 11, quận 11. Và thêm một cái nữa là gần Tết rồi anh em. Nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy đến với em sớm hơn đi, chứ đừng có để cận Tết quá em làm không kịp. Đó. Rồi gì nữa ta? Thôi bây giờ em sẽ kết clip và em đi tập tạ tiếp. Tại vì khách hàng thì cũng không có thời buổi này thì em đi tập tạ đi cho rồi chứ cũng hơi vắng anh em ạ. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. I'm not sure.